Hi, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Chuyện Đời Thường. Ngày hôm nay lại tiếp tục cập nhật cái tình hình của con Lê Thị Miễn mọi người. Thì cái con Miễn 21 thì cái con này bây giờ nó vô cùng là mắc dạy rồi cô chú anh chị, mình không thể nào mà diễn tả, mình dùng cái ngôn từ nào mà diễn tả được con nhỏ này hết mọi người. Thì bây giờ nó quay qua nó sẽ sói thầy Thích Pháp Hòa và tấn công nghiêm trọng thầy Thích Pháp Hòa như cô chú anh chị. Mà thầy Thích Pháp Hòa thì cô chú anh chị biết rồi, một người rất là nổi tiếng, không có ai mà gọi là động tới thầy Thích Pháp Hòa, và thầy cũng không bao giờ mà nói nặng nói nhẹ gì ta mọi người, thầy chỉ đi giảng pháp đó. Mà bây giờ nó tấn công sư Minh Tuệ không được, nó tấn công ông sư Minh Đạo không được, thì bây giờ nó quay qua nó tấn công thầy Thích Pháp Hòa. Thì cái con nhỏ này là một cái con mà loại người mà trời đánh sánh đâm đó cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị nghe hết cái video nghe mọi người, rồi mọi người sẽ hiểu về con nhỏ này. Nó phân tích về thầy Thích Pháp Hòa, nó nói thầy Thích Pháp Hòa là một người phá đạo, nó phá đạo chứ không phải là một người mà giảng pháp nghe cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị lắng nghe. Thích Pháp Hòa đích thị là Đờ Bà Đạt Đa cố tình phá hội đạo Phật của mình. Chính ông Thích Pháp Hòa, ông biết rằng đạo Phật chỉ hưng thịnh khi mà tăng khen tăng, tức nghĩa là những người thầy tu khen những người thầy tu. Còn những người thầy tu mà đi đả kích, đi châm biếm, đi nói xấu những người thầy tu khác thì đạo Phật của mình sẽ bị suy sụp. Chính ông biết điều này, và cũng chính ông biết rằng tất cả chúng ta nhìn thấy người thầy tu thầy chùa thì chúng ta hãy cung kính họ, cho dù họ tu giả hay là tu thật, đó là chuyện của họ. Chúng ta cung kính họ chính là cái phước của ta. Nhưng mà chính ông lại ngồi chiểm trợ trước cái lỡ đường của đạo Phật, để ông tuyên truyền, ông kích động, ông xúi dục người dân. Cái cách mà nhận biết sư giả, sư thật, sư giả đi biết liền, sư giả đi nhìn biết liền, thì có phải là chính ông là cái người đi chơi những người tăng khác không? Ông nói người ta nhận tiền là tu giả, thì có phải chính ông là con người làm cho đạo Phật của mình bị suy thoái không? Mọi người hãy nghe đi. Khi nào mà tăng khen tăng, chừng đó đạo Phật mới hưng thịnh. Tăng khen tăng là sao? Người tu khen người tu. Còn nếu mà khi nào mà tăng mà đi phỉ báng tăng thì coi chừng. Nhiều khi đâu có ai làm gì cho đạo mình bị sa sút đâu, chỉ cho những người nhà của mình với nhau. Ông biết rằng khi mà tăng khen tăng thì đạo Phật của mình mới hưng thịnh. Còn khi mà tăng mà đi nói xấu tăng thế nọ thế kia thì làm cho đạo Phật của mình bị suy thoái. Ông biết điều đó, nhưng mà chính ông lại đi ngồi ông dạy cho người dân cái cách mà phân biệt sư giả sư thật. Rồi ông đi nói người ta, ông chỉ thẳng mặt người ta, những con người mà nhận tiền là sư giả, mình đi nhận đồ ăn chứ không phải là mình nhận tiền đó để mình ra kia mình mua tô phở mình ăn, thì có phải chính ông là con người làm cho đạo Phật bị suy thoái không? Ông biết rõ điều đó nhưng mà ông cố tình làm, thì có phải ông là một người đi tu thật sự hay không, hay là ông giả dạng thầy tu để ông ngồi đó ông phá hội đạo Phật? Chính ông còn biết dạy người dân, mình nhìn thấy người đi tu mình đừng có phỉ báng, mình không biết họ tu thật tu giả cỡ họ, mình cứ cung kính đi. Người đời thường còn không dám phỉ báng, chứ còn làm sao chúng ta dám phỉ báng những bậc tu hành. Người ta có tu không mình không biết, phải không? Thành thử ra tốt nhất là chúng ta đừng khinh ai hết, ai mình cũng kính trọng đi, tại vì cái đó là cái phước của mình. Còn người kia họ có tu hay không đó là chuyện của họ. Còn mình cứ làm cái việc của mình là thấy ai cũng mình cũng tạo phước, chắp tay cung kính. Mà những lời hay ý đẹp ông nói nó khác hoàn toàn với những việc ông làm. Ông nói những lời hay ý đẹp nhưng mà ông lại đi làm trái ngược. Ông biết những việc làm này là nó có cái tác dụng làm cho đạo Phật của mình bị suy thoái mà ông vẫn làm. Sư giả đi biết liền. Cái bát đó là bát đựng thức ăn mà. Mình đi khất thực mình đem về mình ăn, chứ đâu phải là mình đi khất xin chút tiền để mình ghé quán phở. Là mình đi khất xin chút tiền để mình ghé quán phở. Khi mà ông mở màn ông nói rằng sư thật sư giả đi nhìn biết liền, cái bát đó đã đựng đồ ăn chứ không phải là đựng tiền để mà đi về ghế bán phở. Cái này là mục đích của ông, là ông mở màn cho ông Minh Tợ đi không nhận tiền, đúng không? Rồi khi mà ông Minh Tợ xuất hiện, nhiều người lên tiếng để mà chỉ ra cái sai cái xấu của ông Thích Minh Tợ, thì ông lại làm những cái clip này. Tại vì ông sợ người ta nói ra cái sai cái xấu của ông Thích Minh Tuệ. Rồi một số vị thầy tu khác cũng nói cái sai cái xấu của ông Thích Minh Tợ, thì ông lại đi làm cái clip này để nói với những vị thầy tu đó là không được nói với ông Thích Minh Tợ. Khi mà tăng khen tăng thì đạo Phật mới hưng thịnh, khi mà tăng nói ông Thích Minh Tợ thì đạo Phật bị suy tàn. Ý ông là vậy đúng không? Khi mà ông Thích Minh Tợ xuất hiện, có nhiều người và các vị thầy tu đã chỉ ra cái sai cái xấu của ông Thích Minh Tuệ,
thì ông mới làm hai cái bài giảng này. Cái bài giảng thứ nhất là ông nói là mình thấy thầy tu thầy chùa mình cứ cung kính đi, là ông muốn chặn đứng những cái luồng dư luận, những cái con người cá nhân mà đi chỉ ra những cái sai cái xấu của ông Thích Minh Tuệ, đúng không? Rồi ông làm một cái bài tiếp theo là ông nói là khi mà tăng khen tăng thì đạo Phật mới hưng thịnh, còn khi mà tăng nói xấu tăng thì đạo Phật bị suy tàn. Nghĩa là ông nói những người thầy tu thầy chùa mà lên tiếng với ông Thích Minh Tuệ là góp phần làm cho đạo Phật suy tàn. Ngoài ra, khi mà ông Thích Minh Tuệ xuất hiện vào khoảng giữa tháng 5 thì ông có làm những cái bài thơ để ông tặng cho ông Thích Minh Tuệ. Chân tu Thích Pháp Hòa cúi đầu ngưỡng mộ sư Minh Tuệ, tôn kính trước trí tuệ của hai ngài. Thưa quý vị, anh và em chưa một lần gặp mặt và biết em chưa chắc đọc thư này. Đọc thư gửi sư em Minh Tuệ, anh và em chưa một lần gặp mặt. Những cái bài đăng này của người ta đăng trên kênh YouTube và trên kênh TikTok rất là nhiều lượt xem, hàng triệu lượt xem, hàng trăm ngàn lượt tim. Họ nói rằng ông Thích Pháp Hòa làm bài thơ tặng cho ông Thích Minh Tuệ, được người ta đang đi đăng lại, cả thế giới đều biết. Ông có biết điều này không? Ông có làm bài thơ đó không? Rồi bây giờ khi mà ông Thích Minh Tuệ ông bị lộ quá rồi, thì ông lên một clip, ông nói là ông với ông Thích Minh Tuệ không liên quan, ông không biết gì đến ông Thích Minh Tuệ. Khi nào đụng chuyện á, rồi mình hãy coi cái thái độ ứng xử của mình tới đâu để mình hiểu là mình tu tới đâu. Trước khi ông Thích Minh Tuệ xuất hiện thì tự nhiên ông lên ông ngồi ông giảng, ông nói là đạo Phật chỉ cần người hành pháp giống như tôn hành giả, tôn ngộ không là giống như ông Thích Minh Tuệ. Đạo Phật không cần người học, không cần bằng cấp, thì học mới có bằng cấp, mà ông nói là không cần người học giả, không cần bằng cấp. Bằng cấp chỉ là học vị, học thức. Đạo Phật cần người ứng hành, là chính ông giới thiệu cho ông Thích Minh Tuệ, chứ không lẽ ông bị tưng tưng. Hành cái gì? Thời buổi nào mà hành nữa? Ngày xưa Tôn Ngộ Không đi hành là đi thỉnh kinh, là trong phim thôi, chứ cũng không phải là sự thật. Nhưng bây giờ kinh sách có rồi, đi đâu? Mục đích của ông Tôn Ngộ Không là đi đâu? Nhưng mà ông Tôn Ngộ Không đâu phải là một cái nhân vật thật. Ông Tôn Ngộ Không chỉ là một cái ảo tưởng của Trung Quốc. Có cái nhân vật nào mà đi từ Bắc chí Nam để thỉnh kinh mà có sự thật trong lịch sử đâu? Ủa mắc mới gì ông phải dạy con người như vậy? Tôn Ngộ Không là một nhân vật không có thật, hư ảo của Trung Quốc, đâu phải là một nhân vật có thật của đạo, của đâu gì đâu mà ông mang ra ông dạy. Không lẽ ông bị tưng tưng? Có phải là ông cố tình ông dẫn dắt những con người u mơ ngu muội? Là đạo Phật cần những con người như ông Tôn Ngộ Không, như ông Thích Minh Tuệ. Tự nhiên cái ông nói đạo Phật không phải là một tôn giáo, đạo Phật chỉ là triết học. Triết học do ông thờ chi? Ông lập chùa lập đồ chi? Ông đúc tượng Phật chi? Ông tụng kinh niệm Phật chi? Tôn giáo là gì? Là sự tôn trọng, tín ngưỡng. Giáo là giáo dục. Ông giống ông Thích Minh Tuệ, chú Đại Bi, Đại Bi mà hiểu thành tụng cái chú đó là độc ác. Còn ông tôn giáo là cái gì? Là cái sự sùng bái, tín ngưỡng được thể hiện qua kinh sách Vừa Ban Niệm Đạo Đức, để dạy cái con người mình đi đến những cái điều tốt đẹp, chân thiện mỹ. Ông có tín ngưỡng không? Ông có tôn trọng Đức Phật không? Ông có tôn thờ Đức Phật không? Đức Phật có dạy con người các cái đạo đức làm người không? Thì đó không phải là tôn giáo thì là cái gì? Quậy chùa của ông có đúc tượng Phật không? Có thờ không? Có cúng không? Bản thân ông có đọc kinh niệm Phật không? Nếu mà bản thân ông không đọc kinh niệm Phật, nếu mà chùa ông không có thờ cúng các cái nghi lễ, thì mọi người cúng dường cho ông làm gì? Ông nhận tiền cúng dường của mọi người để làm gì? Để ông làm ông ăn vậy không nè? Mọi người cúng dường là mục đích ông nhận tiền cúng dường để làm gì? Cái ý nghĩa của mọi người cúng dường vô cho ông để làm gì? Người ta cúng dường vô cho ông ấy là cái mục đích của họ là nhờ ông này ở trong đó canh giữ thờ tự các cái vị Phật, các cái vị Bồ Tát, họ tụng kinh niệm Phật, cầu cho quốc thái dân an đâu đó, các cái bài kinh, các cái bài chú của Đức Phật, của các vị Bồ Tát đỡ lại ấy. Ông có tụng không? Ông tụng mục đích gì? Có linh thiêng không? Linh nghiệm không? Nếu mà ông có tụng có niệm thì tôi hỏi ông có linh nghiệm không? Ông đừng trả lời là không nha. Nếu không ông tụng làm gì? Mình tu theo đạo Phật mình phải có một cái lòng tin, lòng tin tuyệt đối, nó có mình mới làm. Thì đó không phải là tôn giáo tín ngưỡng hay là cái gì. Cũng lẽ mục đích của ông là ông muốn đạo Phật biến thành một cái triết học, rồi không có thờ cúng này kia khác nọ, rồi đập tượng Phật đồ giống như thầy trò ông Thích Mặc Hạnh, Thích Nghiên Tánh, Thích Minh Tuệ. Vậy thì cái chuyện mà thờ cúng nó còn đâu còn ý nghĩa quan trọng gì lắm đâu. Lẽ mục đích sâu xa của ông là ông bác dần dần cái chuyện mà đạo Phật không phải là một tôn giáo,
không cần thờ cúng linh đình linh thiêng, chuyển qua thành một cái triết học gì đó, rồi dần dần là coi như là mình xóa bỏ những cái nghi lễ, mình xóa bỏ những cái việc thờ cúng, từ việc đúc tượng rồi xây chùa, rồi cái chuyện này mình nhỏ dẹp lại, mình dẹp lại hay sao? Không lẽ ông muốn thực hiện từ những cái lời nói này để ông dần dần ông xóa chùa, xóa tượng, xóa các cái nghi lễ, rồi các cái việc mà thờ cúng, rồi dần dần ông chuyển cái tôn giáo đạo Phật trở thành một cái triết học, rồi ông dần dần ông đặt vào tư tưởng của con người là coi như không phải là một cái thờ cúng, không phải là một tôn giáo mình không cúng dường nữa, không cúng này cũng nọ nữa. Có phải là ông, mục đích của ông là như vậy không? Rồi dần dần ông làm cho cái đạo Phật trở nên si tàn, trở thành những cái quyển sách triết học. Ông vậy là ông có cái ý đồ phá hoại đạo Phật thật sự rồi. Vậy là ông bây giờ ông thuộc đạo Phật hay đạo nào? Nếu mà đạo Phật thì đề nghị ông sám hối đi, tôi khuyên chân thành. Sám hối, thiệt là sám hối, rồi mình tu lại cho nó đàng hoàng. Còn nếu mà mình không thuộc đạo Phật thì thôi mình đi ra đi, mình đừng làm vậy nữa. Bữa hổm là nghe là bảo là tự nhiên là cái tu viện của ông đã sập, là coi như ngẫm mấy chục người, bao nhiêu người bị thương. Đây cũng là một cái dấu hiệu của nhân quả, gọi là quả báo. Nếu mà quặng muốn tiếp tục tu theo đạo Phật, muốn làm đệ tử Phật thì sám hối đi nha, quá nặng rồi. Vậy thì mình theo Phật giáo, mình học Phật á, là học để hiểu, chứ không phải hiểu để tin, để lại, để cúng. Đạo Phật không phải tôn giáo. Đạo Phật mà chúng ta đang nói hay là chúng ta đang theo là chân lý, chứ không phải một tôn giáo có thánh thần, có một đấng tối cao nào để mình lại lục cầu xin. Chứ không phải cái chuyện mặc áo trang, không phải cúng Phật thờ một ngày mấy lần, chứ không phải là mình thờ cúng. Ăn thì biết ăn ngon mà nói toàn, nói trật, nói sai, nói quấy. Cho nên rồi mắc cái quả là người đó sau này bệnh ghẻ cái miệng. Rồi cuối cùng cái chính cái miệng này nó xanh dòi, nó xanh mũ mà chết. Tối ngày mày cứ đem lên nhiêu đó rồi mày giải thích được cái gì, miễn mày nói mày giải thích không có cái gì vào cái gì hết. Miễn ơi, tao lại mày, miễn mẹ mày làm gái thì mày lo mày làm gái đi, chứ mày lên mày xỉa xói, mày nói đạo lý, mày giảng về Phật pháp, mày nói là cái ông thầy Thích Phúc Hòa mà mày còn lên mày nói những cái lời xàm như vậy thì tao không hiểu mày. Mày thì mày đọc những cái comment của khán giả nói mày như thế nào, cái loại người mày chẳng biết gì Phật pháp Phật giáo hết, mày lên mày giải thích như đúng rồi. Sao con người mày là con người có cái não hay không, hay đầu mày chứa cái gì trong đó, chứa tàu hũ quả đậu hay là chứa cái gì? Sao đầu mày có não mà mày ngu vậy hả? Bây giờ tối ngày cứ mày đem những cái hình ảnh ông sư thầy như thầy Thích Bốc Hòa, sư Minh Tệ đồ lên mày xỉa xói mà mày nói có cái gì đúng cái gì không mày? Sao cái con người mày ăn cái gì, mày ăn cơm hay là mày ăn ship mà mày ngu vậy hả? Mày là một cái con người hay là mày là một con người con thú mà mày ngu vậy mày? Bây giờ hỏi cô chú anh chị, nó đem lên nó nói như vậy và nó giải thích như vậy thì nó có hợp lý hợp lệ không mọi người? Nó có đúng với cái những cái gì mà Phật giáo người ta nói hay không hả cô chú anh chị? Ông thầy Phước Đức Hòa ông giảng như vậy có gì sai không mọi người hả? Mà từ xưa giờ có ai mà nói tới ông thầy Thích Phúc Hòa này không cô chú anh chị? Chỉ có con Miễn thôi. Bây giờ nó không có cái gì để nói hết á. Bây giờ nó đem ra những cái ông thầy mà gọi là người, rất là nhiều người tôn kính, nó đem ra nó xỉa xói để nhằm gì, mục đích nó là gì thì cô chú anh chị biết rồi đúng không? Đúng Miễn. Rồi mày sẽ nhận quả báo, nghiệp sẽ quật tới mày liền. Mày chờ đó Miễn, mày sẽ chờ đó, đúng mọi người. Em cũng muốn chia sẻ với cô chú anh chị như vậy đó. Và cô chú anh chị hãy để lại góp ý và comment cho em mọi người. Ok, một lần nữa cho em chào và hẹn gặp lại. Chứ nói tới con Miễn này bây giờ không lẽ chỉ tục nói thề với nó chứ. Bây giờ chán lắm mọi người. Ok.